Hello anh em, mình là Kim Mô Tôn. Ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái nhược điểm của con sạc Attila này. Đây thì mình có tháo ở trên cái xe của một cái anh khách của mình. Đây giới thiệu với các bạn, đây là cục sạc Attila VT5. Nó có những cái màu dây là vàng, hồng, xanh lá, đỏ và đen. Thế thì có nhiều anh em ấy thì ra quán thì các anh em thợ thì thường là hay tách mát ra và độ cho anh em cái sạc Attila này vào trên những cái chiếc xe Way, xe Jim, nói chung là các cái dòng xe mà điện đèn mà ăn điện máy đó, thì cái hiệu suất làm việc của cái những cái xe đấy là cái đường nạp của nó rất là hạn chế. Mà khi anh em lắp cho mình những cái bộ đèn tốn điện, đặc biệt là cái đèn xenon hay là những cái bộ đèn led mà công suất cao ấy, thường nó không đủ điện thì anh em lại phải can thiệp thêm những cái cục sạc như thế này. Thì thứ nhất là cái chi phí nó rất là cao. Đây là cái cục sạc này thì anh khách ấy có phản hồi lại với mình là anh ấy lắp được 1 năm. Đã. Anh em nhìn nó cũng cũ rồi, nước nó vào nó cũng han ố nó gì hết rồi. Mà đầu dây anh em nhìn nó cắt tò loe, nhìn nó mất rất mất thẩm mỹ. Và lắp trong cái cốp thì cái cục sạc này nó rất là to, mà lắp vào trong cái cốp của xe Jim ấy, nó kênh hẳn cái cốp ra, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ nhá. Đó. Và anh ấy có phản hồi là khi anh mua cái cục này ấy, và cả đấu lắp thành công lên cái xe ấy, thì là anh mất là 550k, chính xác là 550k, anh ấy có nói như vậy. Thế thì cục này thì mình cũng nhìn sơ qua nó là cục zin anh em nhá. Cục rất là to dày. Còn những cái loại mà cục Attila mà mỏng mà nó bé chỉ là cục nhái thôi anh em nhé. Đây cục zin. Đó. Rất to và nặng dày. Thế nhưng mà cái cục này tại sao phải tháo ra, là vì nó cũng bị chết rồi. Đó. Đi được gần 1 năm mà mất hơn 500 nghìn. Đó. Thì cũng có nhiều anh em cũng alo với mình là tại sao mà những cái xe của họ là xe dòng Yamaha, là xe Sirius hay là xe Jupiter ấy, mà có những cái xe mà đã lắp những cái con sạc mà của Xside 150 nhá, X150 mà đi lắp đèn led vào mà vẫn không đủ điện. Tại vì sao? Thì mình cũng xin nhắc luôn là anh em cũng hiểu cho mình một cái điều như này này. Cái cục sạc dù là của Attila hay là cục sạc của Exciter, nó khỏe hay không nó phụ thuộc vào cái bộ điện xe của các bạn nhá. Và cái con sạc này nó có bộ chỉnh lưu, nó bộ chỉnh lưu chính là cái dây màu đen ở đây. Đó. Thì cái dòng nạp ổn định nó sẽ cho vào bình ắc quy là dưới 15V. Như ở cái cục sạc ở Attila này, nếu như lắp vào xe Jim ấy thì cái đường nạp chuẩn của nó sẽ là 13V anh em nhé. Sẽ là 13V. Đó. Thì khi 13V như thế thì anh em phải nuôi một con bóng led 40W hoặc là thêm một con trợ sáng 40W nữa là 80W, thì cái con sạc này nó cũng không cấp đủ điện. Mà không cấp đủ điện như thế thì luôn luôn con sạc sẽ làm việc trong cái tình trạng là bị quá tải. Đó, mà bị quá tải mà trong cái thời gian lâu ấy thì nó cũng cháy thôi anh em ạ. Đó, tại vì sao mà cái cục này nó là cục xịn mà họ đi được có 1 năm, gần 1 năm là đã cháy. Đó, đây cái dây trắng ở trên xe này họ có cắt ra và họ đấu vào cái dây đỏ. Đây thì thực ra thì cái màu này thì do người thợ trước thì họ làm nên thì mình cũng không hiểu lắm là sao đây là dây trắng và dây đỏ này. Đó, nhưng mà thực tế thì mình cắt ra thì nó như thế này. Thì mình lại phải cài lại điện cho anh ấy, đưa về điện zin bản và mình lắp thêm một con ổn định điện này nữa. Đó. Ở cái clip này ấy, thì mình muốn chia sẻ với anh em luôn là có một số anh em ấy đã lên những cục sạc Attila này rồi và lên những cục sạc của con Xside 150. Giá thành cũng không phải là đắt, à không phải là rẻ, mà vẫn không đủ điện nhá. Mình xin nhấn mạnh là không đủ điện để đi đèn led. Nó lại phải đặt thêm một con ổn định điện như thế này ở bên mình nữa. Và họ có phản hồi lại sau 1 tháng họ đi ấy, thì là ok, không bị hết điện bình nữa. Đề thì khỏe, không bị tậm tịt đề như ngày trước nữa. Đó. Mình sẽ chia sẻ thêm về cái nguyên tắc hoạt động của cái con ổn định điện bên mình làm này. Tại sao mà khi cái xe của mình mà điện nguyên bản là điện máy mà anh em lắp đèn led là phải chuyển sang điện bình, mà cái xe của mình lại không đủ điện để cấp điện cho cái bóng đèn
mà cái củ đề nó vẫn đủ điện. Thứ nhất, anh em phải hiểu như này, cái củ đề nó rất là tốn điện, nó phải tốn điện gấp 10 lần cái bóng led 40W của các bạn. Mình khẳng định luôn là gấp 10 lần cái bóng led của các bạn 40W. Nhưng cái củ đề không phải lúc nào các bạn cũng để. Thi thoảng bạn mới bấm xoẹt một cái là đề nổ, xong bắt đầu có khi các bạn đi hàng trăm cây số các bạn mới đề lại một lần. Đó. Cho nên là nó không bị tốn điện. Nhưng cái bình ắc quy của các bạn sẽ không chịu được cái dòng điện 40W bật lâu dài. Ví dụ như các bạn lắp thêm một cái bóng led là nó sẽ không đủ điện cấp cho cái bóng led. Cho nên là cái bình ắc quy của các bạn sẽ bị yếu và có khả năng là các bạn sẽ phải đạp. Yếu là gì? Là do cái thằng này này nó không cấp đủ điện. Đó. Thì cái xe của các bạn nếu như đã lắp con ổn định điện rồi thì các bạn yên tâm một điều là đi sẽ không bị hết điện. Tại vì sao? Mình khẳng định luôn cái bộ này rất là bền và sẽ bền cho cái bình ắc quy của các bạn nhé. Tại vì sao mình dám khẳng định như thế? Bởi vì là khi các bạn đi mà không bật đèn, ví dụ ban ngày các bạn không bật đèn thì điện các bạn sẽ là điện zin bản, mà điện zin bản thì các bạn cũng biết là nó rất là bền. Đó. Còn khi anh em đi buổi tối mà anh em bật đèn lên thì cái cơ cấu làm việc ở trong này nó sẽ hoạt động để nó can thiệp vào cái bộ chỉnh lưu chính là bộ sạc này để cho nó cung cấp đủ điện nuôi bình ắc quy và hệ thống điện trên xe của các bạn, đặc biệt là cái bóng đèn của các bạn nó sẽ tiêu thụ điện một cái lượng điện đáng kể đó, thì cái con này nó sẽ làm việc can thiệp vào cái lúc đó khi bạn bật chìa khóa đó, nên là nó đảm bảo cho các bạn là đủ điện đi. Mà hơn nữa là giá thành nó chỉ rẻ bằng 1 phần 5 cục zin này thôi anh em nhé. Rẻ bằng 1 phần 5 cái cục zin này. Mà lại là ổn định điện, đủ điện cho các bạn đi. Đó. Đây là cái ý mình muốn nói. Còn nói chung là tùy anh em mỗi người một ý. Có thể là lên cục sạc này cũng được, hoặc là lên cục ổn định điện được, không thành vấn đề. Nó là do sự lựa chọn của anh em. Mình trân trọng cái điều đó. Nếu như anh em mà đã lựa chọn cái con ổn định điện bên mình rồi thì anh em tuyệt đối là yên tâm. Đó. Đó, anh em đã hiểu nguyên lý của cái con ổn định điện này và cái nguyên lý của cái con sạc Attila này không ạ? Cái con sạc Attila này nó sẽ có một cái phần hóc búa nữa là cái điện zin bản của sạc Attila này này là nó phải tách mát ở trong bường điện. Đó, mà bây giờ cái xe của anh em có thể là xe mới, xe cũ, nói chung là lại phải bung cái lốc máy ra và tách mát như thế thì thứ nhất là nó mất zin, nó mất xịn ở cái xe của mình đi, tự nhiên tự lành anh em phải bóc cái máy của mình ra. Tuy nó không đáng là gì nhưng nếu như cái những cái ông chủ xe nào mà kỹ tính ấy thì người ta không thích là bung cái máy các bạn đâu, thì anh em có thể lắp những cái bộ ổn định điện như thế này. Thứ nhất là giá thành rẻ và lại hiệu quả, zin bản không ảnh hưởng gì đến cái lốc máy của các bạn. Và tại sao mà cái cục sạc này này, nếu như các bạn bật đèn lên nhá, mà các bạn cứ mở cái ốp ở ngoài ra mà các bạn sờ trực tiếp này vào rất là nóng các bạn ạ. Khi các bạn không bật đèn lên thì nó lại mát trở lại. Đó. Bởi vì là nó luôn luôn bị trong tình trạng quá tải. Bởi vì cái hệ thống điện ở trên xe Zim, xe Way của các bạn là quận 6 múi, nó không đủ điện cấp cho cái thằng này để cấp cho bình ắc quy, cho nên là thằng này làm việc luôn luôn trong cái tình trạng là bị yếu điện. Yếu điện thì bắt buộc là nó phải mở dòng ở cái dây đen này ra. Đó. Thì là luôn luôn nó phải làm việc trong cái tình trạng là bị quá tải lâu thì nó sẽ bị cháy. Còn khi các bạn tắt đèn đi và các bạn đi thường xuyên đi ban ngày mà không đi ban đêm ấy, thì cái dây này nó sẽ làm việc, nó khi đủ điện nó sẽ ngắt. Khi nó sẽ ngắt như thế thì con sạc của bạn rất là mát, nó không bị quá tải, cho nên nó sẽ bền. Tại sao mà những cái xe mà lắp những cái cục zin đắt tiền như thế này rồi mà nó vẫn bị cháy là lý do là như vậy. Đó. Cho nên là qua cái clip này anh em cũng phần nào là hiểu được nguyên lý hoạt động của cái con sạc Attila và cái con ổn định điện này là như thế nào rồi. Mình khẳng định luôn con này là rất là bền nhé. Đó. Cho nên là anh em tuyệt đối là yên tâm. Đó. Vâng. Xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi ở cái clip hôm nay ấy, thì mình cũng không phải là ném đá gì những cái anh em mà lắp những cái bộ như thế này rồi. Nói chung là cái này lựa chọn thì vẫn là chủ xe, mình trân trọng những cái lựa chọn của anh em, nhưng anh em bỏ cái số tiền ra ấy, thì cũng nên lưu ý là lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp với lại cái xe của mình. Không phải cái xe nào cũng lắp được những cái dòng sạc này đâu nhá anh em nhá. Đó, ví dụ như kiểu là cũng là một con sạc này, nếu như anh em lắp vào dòng xe Yamaha, ví dụ là xe Exciter hay là xe Sirius ấy,
thì cái con sạc này nó sẽ bền hơn là anh em sẽ lắp vào cái xe zin xe quay nhé. Đó, cái xe zin xe quay ấy thì nó chỉ có 6 quận, 5 quận gì đó, mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà cái quận đèn của nó thì rất là ít, quận nạp nó rất là ít, quận đèn nó cũng ít. Còn cái dòng Yamaha ấy thì nó 18, 19 hay 20 quấn gì đó, thì nó chỉ là cái dòng nạp và đèn thôi, cho nên là nó sẽ cung cấp đủ. Cái xe Attila cũng thế. Đó, thì cái quận điện của nó cũng rất là nhiều quấn, cho nên nó sẽ cấp đủ cho cái thằng này làm việc. Mà cấp đủ cho thằng này làm việc ấy thì nó sẽ là bền. Tại sao trên những cái xe Attila điện nó khỏe mà cái cục nạp này rất là bền, có khi các bạn đi chục năm nó không hỏng là vì thế. Nó đủ điện luôn. Còn các bạn là độ chế sang cái xe zin xe quay ấy thì lại nhanh hỏng. Đó, đấy mới là cái lý do mà tại sao các bạn cũng không cần thiết phải lên những cái cục sạc của Attila này hay cục sạc Exide 150, cũng không phải là rẻ đâu các bạn nhé. Ở clip lần trước ấy thì mình có cho anh em xem cái bảng giá niêm yết mà bên mình có cung cấp cho các bạn xem đấy, cái bảng giá đấy báo giá nội bộ thôi anh em nhé, tuyệt đối là không muốn up lên trên mạng này đâu. Nhưng mà vì làm clip như này thì mình sẽ up cho anh em, không có anh em lại bảo mình là nói không có sách mách không có chứng đó. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.